Shop 76.com, shop game gặp dòng online uy tín chứ nợ anh em ơi. hello chào mừng tất cả anh em quay trở lại kênh của mình nha mình là Gen TV đây ok thì ở đầu video mình chúc tất cả anh em có một ngày mới thật là vui vẻ này và tràn đầy hạnh phúc với gia đình nha ok trước khi vào xem video của mình nhé thì anh em nhớ bỏ ra vài giây mà ấn like ấn đăng ký này và ấn bấm chuông nhá và anh em nhớ để lại một comment em ơi đó thì hôm nay mình sẽ thực hiện là mình sẽ mở x25 viên cao su trung thu mà thử soát lại nhá đó thì mình từ trước có sự kiện trung thu thì mình cày mà mình cày nhá mình cày sau mình nhận là nhận 5 viên là thu bên mình sẽ mở em ơi Tôi sẽ mở đây mời đó bây giờ đến tiếng này mình sẽ có năm cái mời mình hôm khi vậy mình mở ra một sai mời ra một sai mình tặng em luôn nha nào vô đấy mời ôi xong sao, sao, không ra được nhỉ ui mời hai sao wow ô phát được hai sao đấy bạn sướng à. wow được hai sao đấy bạn mới đầu tiên hai sao luôn được có lói mà tiếp theo lại là này thì này thì ui buồn được bùa ạ được hai sai em ơi what the fuck ui được cái gì đấy bạn nhận được gì đây cân đè vân ngũ sắc à hoài wow. được có nó phết nhỉ tiếp theo là gì đây ui safale em ạ buồn buồn lắm em ơi tiếp theo là một sao một sao này mời một sao một sao một sao một sao ta -da! bùa em ạ quá là phát thật <laughs> ok mời thì mình mở làm cái đầu tiên nhá mình mở làm viên các số trung thu đầu tiên mình nhận được ngay với hai xa mà sướng liền mời Nhưng mà cái này à được với hai một viên hai xa mời sướng sướng nhá đây một viên hai xa lên mời còn rồng hai sao u số mình thế là mình mở được hai hai triệu vàng mời bây giờ còn rồng hai sao hiếm lắm ạ hiếm lắm bởi vì bây giờ còn dòng hai sao khá là hiếm luôn thế là mình mở được vàng mà được ha hai trăm triệu vàng nhé thì mình sẽ hôm mình sẽ báo xong mình sẽ tặng em trên livestream nhá mình sẽ tặng em vào trên livestream luôn bây giờ mình vào à, thứ hai mình mở tiếp nhá ok mời thì bây giờ mình sẽ vào thứ hai mở em ơi bây giờ mình sẽ mở tiếp tiếp theo năm cái với các xuân trung thu nhá mình hy vọng mình sẽ mở ra được gọi là quà vip nhé mời hy vọng ra là một sao nè. ok mời tiếp theo là mở tiếp lại x5 với các xuân trung thu này mời đó quà hồi đi từ admin mà mở mở ui bạn nhìn đồng đèn cassette bay hả nào Tự xài đồng đèn cassette bay đẹp trai em nhá đâu bay nào quay wow, đẹp, đẹp trai đẹp trai em ạ cassette khá là xinh xắn luôn xinh xắn như group mình vậy <laughs> thế mở thế em ơi bên thứ hai u buồn mà chán nhè không ra dòng dòng một sao ngọc dòng một sao bên thứ ba lại wow cân đổi vẫn ngũ sắc sai luôn à ui bay cũng khá đẹp mà ui nó gắt chép thường là sử dụng lại đó là gì đấy ui rồi, ơi vẫn gắt chép mình ấn sai cái mà game lỗi à ok thì bây giờ mình sẽ mở cái thứ tư mở cái thứ tư nhá đó. một sao ui được sao valet mà tiếp theo à à ui rồi ơi rồi cần đổi một màu ok tổng sau khi mình mở x10 viên là Kasuna thua mà thì mình mở lên mình mới mở, mở ra một cái vòng dòng hai sao ở phát đầu tiên thôi mới đó cắn x5 thì mình mở ra toàn cái đồ linh tinh các bạn ạ chán quá chán quá ok anh em ơi thì bây giờ mình sẽ mở tiếp theo em ơi mở tiếp theo gọi là x5 cái Kasuna trung tâm tiếp nha là tổng là 15 cái mà nếu mà mở hết 5 cái này nữa tức là tổng 15 cái nha một sao cũng một sao đội đội cho con cũng một sao ơi cụ một sao còn dòng một sao độ à, hạ ba sai mà si ba si ba si ba si ba ui được bùa si ba ui thỏ ngọc các bạn trời ơi chỉ thỏ ngọc ngọc thối chứ từ chỉ thỏ ngọc ngọc thối mới đúng không ạ ấy bay đẹp thế nhỉ ui đẹp đẹp trai mà bay khá đẹp trai nha chán quá tán ra cái đâu đâu tiếp theo hay bù em ạ cái cuối cùng lại cái 15 là thứ 15 lăm cái thứ 15 lăm này mới ô cái ông mới cục xúc thế đấm chết cả tôi luôn qua làm gì đâu đấm người ta hư thật anh thật sự ngu ngốc mở ra ngập rồng hai sao cũng không xong lỡ ra ngập rồng một sao thì có vui không Đố quá sao phần sao phần lên mà đó tổng ra 15 cái úp mình mở với năm cái cách thu mà thì mình mở con là được một viên con dòng hai sao với cả một viên con dòng ba sao nhá Ok tiếp theo một cái 20 em ơi thay một cái lớn này à, làm cái lớn này em ơi là 20 cái nhá Ok em ơi thì bây giờ mình sẽ mở tiếp, theo. tiếp theo x làm viên các thu thức nhá với đi từ admin em ơi Ok là em ơi mình om từ sự kiện là gì nhỉ om sự kiện là thu bây giờ em ạ mình om một đống phần này để ra mở bây giờ mới mở đấy Ô được sao được vàng được quái. Đấy bộ em à, đen quá đen quá, của trí tuệ làm gì đây? Bây giờ mình cần mình cần nó chính là đó chính là ngọc rồng nghe em ơi. Không cần bùa thế hết, không cần ngọc thố gì hết. Hiểu chưa U lại ra bùa trí tuệ em ạ. À. Mình cần trí tuệ em đâu mà cứ ra bùa trí tuệ làm gì? Trí tuệ mình có sẵn rồi. Admin ơi, ui ngọc thố. Chán ạ, ông admin quá anh em admin anh đồ free bạn khó khó luôn luôn của admin lắm đồ free em ơi khó là khó ăn lắm em ơi để sau khi mình mở x 20 viên cao su cao trung thu ấy thì mình gọi là mở được gọi là một viên một, 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 một dòng ba sa với cả một viên dòng hai em ơi ok thì bây giờ mình sẽ mở x 5 viên, viên cuối cùng nhá để mình à, mở luôn xem nào ok em ơi thì bây giờ mình sẽ mở x 5 viên cao chung thu cuối cùng em ơi đó mình còn sót một cái em ạ thì mình có làm cái ca có viên cao su thì mình sót cái cuối cùng em ơi thì là tổng là hai viên cao su kỳ bí à, cao su trung thu em ơi cứ nói nhầm là thành cao su kỳ bí mà lú quá mở lên em ơi một ngọc rồng một sạc ngọc rồng một sạc ngọc rồng một sạc vâng bộ trí tuệ gì đây gì đây a à, lại ngọc thố mà thể cay bấy rồi thật không muốn đâu em ơi vì sao nó cứ ra ngọc thố có ba viên cái ơi còn sót lại ba viên em ơi ba viên tình yêu tình yêu của anh nặng rồng một sao Ôi, cá chép nó một tèo ra em ạ nhìn để xem, xem một cá chép một tèo ra này chấm ghét vãi con thỏ không đeo thôi mở mở lỗ hai bên cuối em ơi hai bên cuối lại nhắm mắt lại em ơi nhắm mắt lại này ra gì đây Mẹ. <laughs> Bài lời mời mình muốn khóc quá rồi mà nó toàn ra những thứ đâu đâu ấy chị chỉ admin như l admin tự ái thằng theo đồ cùi đùa ơi, em chờ admin admin cho em sang làm một sao này bên cuối cùng em ơi cuối cùng là mọi người ơi Và những con số mang may mắn hiện được con số nào? Phần quá hấp dẫn, chờ gì nữa? Sao cái gì đấy <laughs> Thôi em ạ, thôi. cứ lại coi như bỏ em mày cứ lại coi như bỏ nhá. Ok, mời thì cái clip mình này gọi là dừng lại đây em ạ. Tổng sau khi mình mở gì nhỉ? 25 viên các số trung thu qua free từ admin thì mình nhận lại được một viên dòng rồng 2 sao, một viên con 3 sao cũng khá là may mắn em ơi. Nếu nó ra một ra một sao thì hoàn hảo hơn em ạ mà ra toàn một tổng tổng hai sao cả một sao cả với cả là ba sao thôi bạn, chúng ta cũng khá là ok thôi. thì clip mình xưởng đấy nhá, em thấy hay hãy quý mình, nên là một like một đăng ký một chuông để mình cập nhật công bình nữa nha. các bạn rất nghe, bye bye.